Tiếp tục với series bong bóng nghệ thuật đơn giản. Ngày hôm nay chú ET sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một con rắn đơn giản các bạn nhé. Chúng ta bắt đầu. Để tạo được một con rắn đơn giản, chúng ta cũng cần đơn giản có hai trái bóng mà thôi. Và đây là con rắn lục màu xanh lá cây các bạn nhé. Quả bóng đầu tiên chúng ta thổi lên khoảng 7 ngón tay các bạn nhé. Tiếp theo, tạo một vòng tròn khoảng 4 ngón tay. Đây. Cùng lại các bạn nha. Một vòng tròn. Và thêm một vòng tròn 5 ngón tay. To hơn này một chút các bạn nha. Ở đây chúng ta tạo hai cái khóa, mỗi khóa 2 ngón tay. Một cái khóa, 2 cái khóa. Tiếp theo chúng ta ở đây tiếp theo chúng ta tạo 2 đoạn, mỗi đoạn 3 ngón tay. Đây chúng ta làm cái mắt của con rắn các bạn nhé. Và chúng ta cuốn chung vào đây. Đây chúng ta sẽ chuyển hơi ra đằng trước, chúng ta làm cái lưỡi của con rắn các bạn. Kỹ thuật chuyển hơi đã có trong series kỹ thuật cơ bản các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái đầu con rắn. Quả bóng còn lại chúng ta thổi gần hết, chưa lại khoảng 2 ngón tay. Đây các bạn, chưa lại khoảng 2 ngón tay. Rồi chúng ta vuốt mềm các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cột đầu này vô cái cổ của con rắn. Con rắn không thể thẳng được như thế này các bạn. Vì thế chúng ta làm cong nó bằng cách cầm đầu đuôi, chúng ta cuốn xung quanh tay như thế này. Bạn nhé, tay này, tay chúng ta xoắn. Ok, ta mở ra. Vậy là con rắn của chúng ta đã cong rồi nè. Bước cuối cùng chúng ta vẽ mắt cho con rắn. Trang điểm cho chú rắn như thế nào, cho giống, cho đẹp, các bạn tự trang trí nha. Chú hề vẽ được thế này thôi à. Đây. Chú hề ST làm được, các bạn chắc chắn sẽ làm được. Chúc các bạn thành công. Và đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chú hề ST nữa nha. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại.